Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì trong cái video đợt trước đó thì mình có chia sẻ cho anh em về cái diễn biến của thợ đào, tình hình nó như thế nào thì anh em cũng đã nắm sơ qua rồi, đúng không? Thì trong tuần này chúng ta lại gặp nhau thôi. Mình sẽ tóm tắt qua một số những cái diễn biến thị trường nó đang chuyển biến ra sao để cho anh em biết được rằng là thị trường của chúng ta liệu nó có khả năng phục hồi hay không, và liệu nó có khả năng đâm sâu nữa hay không, hoặc là bức tranh của chúng ta nó đang tiêu cực và tích cực như thế nào, thì để cho anh em đều nắm rõ được. Rồi, chúng ta sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy đi ngay vào cái video ngày hôm nay mà thôi. Thì cái đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em là về cái sự kiện mà Rayscale và The Sec. Thì tại sao mình lại đưa cái sự kiện này đầu tiên đến cho anh em? Tại vì như anh em thấy được rằng là chúng ta đã có một cái động lực cũng khá là lớn từ năm ngoái, khi mà những cái mà Bitcoin ETF được ra mắt đầu tiên ở Mỹ, nhưng mà nó chỉ dựa trên hợp đồng tương lai, đối chiếu với những cái chỉ số hợp đồng tương lai của bên CME á, thì nó đã tạo ra một cái động lực rất là lớn đối với giá Bitcoin khi mà Bitcoin nó tăng trưởng lên cái mức ATH là 69.000 đô. Thì ngay sau đó thì thị trường của chúng ta nó đã lao dốc rất là nhanh ngay sau đó thôi. Nhưng mà chúng ta đã xuất hiện thêm một cái kỳ vọng khác. Và cái kỳ vọng này đó, nó được cho rằng là nó sẽ còn lớn hơn nữa đối với cái Bitcoin ETF. Tại vì cái kỳ vọng này nó là Bitcoin ETF nhưng mà dựa trên hợp đồng giao ngay anh em. Tức là nó tiếp xúc với giá của Bitcoin trực tiếp ở bên ngoài thị trường giao ngay á, chứ nó không phải là hợp đồng tương lai. Đó, vì thế nên là tất cả những cái kỳ vọng của cộng đồng được dồn vào Rayscale rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì Rayscale đó, họ là một cái quỹ đầu tư tiền mã hóa là lớn nhất thế giới tại thời điểm hiện tại luôn. Với tổng cái tài sản quản lý của họ thì nó rơi vào tầm khoảng là tầm, mình nhớ không nhầm thì nó là trước đây cái đỉnh của nó là nó tầm khoảng 60 mấy tỷ đó. Nhưng mà với cái giá hiện tại thì chắc nó rơi còn khoảng xuống mười mấy tỷ, tầm 20 tỷ thôi là cao nhất rồi. Thì cái sự việc này thì khi mà Rayscale họ nói rằng là họ sẽ chuyển đổi cái quỹ ETF này sang quỹ ETF giao ngay đó, thì ngay lập tức thì chắc chắn là cái cơ hội chúng ta đạt thành công là nó không có. Nhưng mà cái nỗ lực của Rayscale á, trong vài tháng qua thì anh em cũng đủ hiểu rằng là chúng ta có quyền kỳ vọng chứ, đúng không? Nhưng mà cái kỳ vọng đó của chúng ta đến thời điểm mình làm cái video này thì tất cả đã hoàn toàn tan biến rồi. Vì SEC họ đã từ chối cái đề xuất chuyển đổi cái quỹ GBTC của Rayscale trở thành một cái Bitcoin ETF giao ngay. Và chính cái việc từ chối, chính thức từ chối này thì Rayscale cũng đã rất là nhanh chóng để mà phản ứng lại, thì họ đã khởi kiện SEC. Tức là bây giờ anh em có thể cho rằng đây cũng không phải là một tin vui, nhưng mà đây cũng không phải là một tin xấu. Thì đây chỉ là những cái sự va chạm giữa hai bên khi mà họ đưa ra những cái lập luận riêng của họ rằng là tại sao ông lại chấp nhận Bitcoin ETF dựa trên hợp đồng tương lai mà không chấp nhận Bitcoin giao ngay. Đó, thì bên phía SEC thì họ cũng đưa ra những cái lý lẽ của riêng mình. Họ nói là tại vì Bitcoin, giá Bitcoin giao ngay bây giờ trên thị trường đó thì nó không có đủ đảm bảo cái mức độ an toàn dành cho nhà đầu tư theo đúng cái tiêu chí mà SEC đang muốn hướng đến cho những nhà đầu tư crypto giống như chứng khoán. Mà khác thì họ cũng cho rằng là cái thị trường của chúng ta đó bây giờ trên thị trường giao ngay vẫn đang bị thao túng quá là nhiều với cái nhiều cá voi, nên là cái việc mà họ chấp thuận cho một Bitcoin ETF giao ngay là vấn đề không thể. Thì ở đây anh em có thể thấy rằng là cả hai bên đã lao vào kiện tụng nhau rồi, nó y chang như cái vụ SEC Ripple, và thậm chí là cái này á nó còn lớn hơn như vậy nữa, tại vì cái vị thế của Rayscale đối với Ripple hoàn toàn khác anh em. Rayscale rất là lớn ha. Rồi, và cái thông tin tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em thì đây cũng là một cái thông tin xấu tiếp theo, đó chính là cái quỹ Three Arrow Capital đó thì hiện tại là đã bị một cái tòa án là họ nói rằng là họ ra lệnh thanh lý tài sản của cái quỹ này. Đó, thì anh em cũng thấy là cái quỹ này đó nó đã gặp rất là nhiều những cái trắc trở kể từ khi mà cái hiệu ứng dây chuyền Stake ETH, ETH Depeg, rồi những cái tài khoản vay rất là lớn đối với những cái công ty, những cái nền tảng lending khác thì nó sập đổ theo một cái hướng dây chuyền như vậy. Thì đây là cái diễn biến mới nhất của cái sự kiện này. Đó, thì một cái tòa án ở một cái quần đảo Virgin của nước Anh đó thì họ đã đưa ra một cái nguồn tin nội bộ, thì họ nói rằng là họ quyết định là ra một cái quyết định gọi là thanh lý tài sản của Three Arrow Capital. Thì tại vì á, cái nguồn tin này thì nó cũng là do Sky News đó là họ đưa ra đầu tiên. Thì đến bây giờ thì những cái lý do mà xoay quanh cái vấn đề là tại sao một cái tòa án tại khu vực Virgin nước Anh như vậy mà lại có quyền đưa ra một cái quyền giới hạn pháp lý đối với quỹ Three Arrow Capital đặt tại Singapore, thì cái vấn đề này nó vẫn chưa có một cái tin tức nào cụ thể anh em. Nhưng mà tại vì đây là một cái thông tin nó cũng khá là ảnh hưởng tới thị trường, tại vì thị trường của chúng ta bây giờ nó đang khá là nhạy cảm nên em, nên là mình cũng phải cần thiết để mình đưa ra cho anh em. Còn những cái hậu quả của Three Arrow Capital thì nó đã quá là rõ ràng rồi, nó liên đới tới những cái nền tảng lending nổi tiếng như là chúng ta có thể nói ở đây như là Voyager, Celsius, rồi Defend Capital,
rồi BlockFi, rất nhiều cái nền tảng khác và thậm chí ngay cả thị trường của chúng ta nữa. Rồi, tiếp theo nữa đó thì chúng ta hãy tiến đến một cái nền tảng lending khác. Thì đây là một cái nền tảng lending đã bị ảnh hưởng bởi Suya Capital, chính là Well Finance. Thì anh em thấy rằng là trước cái sự việc mà họ đóng băng tài sản rút tiền của người dùng đó, thì nhiều lãnh đạo của Well Finance đó thì họ cũng đã rời bỏ nền tảng mà họ ra đi. Nó giống như một cái trường hợp là anh em có còn nhớ là Celsius không? Celsius thì họ thuê thêm, họ đã hành động một cách trái ngược với Bay Finance, tức là họ thuê thêm nhân lực để mà có thể mà chuẩn bị những cái thủ tục pháp lý của họ trước một cái sự phá sản, tức là họ chuẩn bị cho một cái trường hợp xấu nhất. Nhưng mà Bay Finance thì không có như vậy. Khi mà những cái ông như là giám đốc truyền thông rồi giám đốc toàn cầu thì họ liên tục họ rời đi, thì cái điều này đang gây rất là nhiều hoang mang đối với các nhà đầu tư nha anh em. Tại vì á, Bay Finance mặc dù họ không có tiếng nhưng mà đã có nhiều cái nguồn tin á mà tiết lộ rằng đó là trong quá khứ đó anh em, thì Bay Finance họ có những cái mà những cái manh mối, những cái bằng chứng nó khá là đen tối đó. Tại vì á là trong cái, ở đây mình có đề cập rõ cho anh em đó là trong các bản ghi âm bị rò rỉ đó, thì tầm khoảng năm 2020 thì đã cho thấy rằng là Bay Finance họ đã lấy tiền của nhà đầu tư để mà họ cầm họ đi giao dịch Bitcoin anh em. Họ cầm họ đi giao dịch Bitcoin, và khi mà cái thời điểm đó khi mà Bitcoin giảm mạnh đó thì tự nhiên họ đã đối mặt với cái nguy cơ vỡ nợ một lần rồi. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, đó thì anh em có biết là ai đã giang tay cứu bà Bell Finance không? Đó chính là Tether. Đó thì Tether đã cứu bà Bell Finance, và đồng thời đó Tether cũng cho bà Bell Finance vay và gia hạn cái ký quỹ đó ra để mà cứu. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì anh em thấy rằng là rất nhiều cái phớt nó liên quan tới Tether đúng không? Rồi cũng không biết được rằng là cái tuyên bố bây giờ của ông CTO Tether, đó là ông Paolo đó, thì ông đã nói rằng là bây giờ chúng cái khoản nợ trước đây của Bell Finance với Tether là bây giờ chúng tôi không có còn liên quan gì với nhau nữa rồi. Nhưng mà cái thực sự đằng sau đó thì chúng ta không có biết được. Vậy thì nếu cái câu chuyện này nó giống tương tự như cái câu chuyện của 3R Capital, nó giống tương tự như cái câu chuyện của Celsius mà bây giờ không thể nào giải quyết được mà lỡ dẫn đến phá sản rồi sao nữa. Rồi những cái thông tin mật như là Tether đã từng cho vay, rồi những cái ông lớn khác cũng từng cho vay thì sao đúng không? Tại vì nếu mà không đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không biết được những cái thông tin đã moi được từ năm 2020 từ các bản rò rỉ đó là Bell Finance đã lấy tiền của người dùng mà đi giao dịch Bitcoin. Đó. Thì anh em thấy cái trường hợp này nó còn tệ hơn trường hợp của Celsius nữa, là lấy tiền người dùng đi mà quăng vào những cái nền tảng lending khác để mà farm, để mà lấy cái phần trăm khác để mà trả về đúng không? Còn cái này là giao dịch Bitcoin luôn, một cái trường hợp nó khá là nguy hiểm đối với tiền của người dùng. Đó thì đó là cái thông tin mà mình cho rằng là anh em cũng cần biết về một trong những cái cầu nối mà đã trong một cái cầu nối domino mà đang được gây ra bởi cái hiệu ứng này, cũng khá là nguy hiểm nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là một cái thông tin mà mình cho rằng là nó là tâm điểm của tuần này, đó chính là về việc CEO của FTX á, là ông Sam á, thì ông đã nói rằng là một cái thông tin rất khá là chấn động, chính là sắp có thêm cái sàn giao dịch crypto khác bị vỡ nợ. Đó thì vào tuần trước thì mình cũng đã đưa cho anh em cái việc gọi là cái hành động của CEO FTX trong cái thị trường này, là vào thời điểm hiện tại là ông đã anh hùng ra sao và liệu nó có thật sự là anh hùng không, thì anh em hãy tìm lại cái video đó để mà anh em xem mà hiểu rõ hơn nha. Thì đó thì khi mà ông liên tục hành động như vậy thì chúng ta cũng đã bắt gặp một cái đối thủ khác mà người này khá là quen đối với anh em Việt Nam chúng ta, đó chính là CEO của sàn Binance đó, ông Changpeng Zhao. Thì ông nói rằng đó là ông trái ngược với cái quan điểm của CEO FTX, thì ông nói rằng là vào cái thời điểm này nè, khi mà chúng ta đã chứng kiến những cái nền tảng, những cái công ty crypto, những cái nền tảng mà nó đang lâm vào khủng hoảng đó, thì ông nói là cứ bỏ nó đi, hãy để cho những người đó thất bại để cho thị trường của chúng ta trở nên sạch sẽ hơn, thị trường của chúng ta trở nên được thanh lọc hơn và sẽ phát triển hơn trong tương lai khi mà mất đi những cái thành phần đó. Thì dường như bây giờ chúng ta đã thấy nó có hai cái đầu thái cực đang đối lập nhau, đó chính là một bên là Sam FTX và một bên là CEO Binance. Đó, thì đó
Thì cái đó là mình chia sẻ thêm cho anh em thôi, nhưng mà chúng ta hãy quay trở lại cái nội dung chính mà mình vừa đề cập đi. Thì á, ông Sam á, ông nói là dù cho bây giờ đó là ổng có một cái tâm huyết rằng là giúp đỡ những cái sàn giao dịch, giúp đỡ những cái nền tảng crypto đang gặp khó khăn hiện tại đó, nhưng mà dĩ nhiên rồi, trên thế giới này nó còn có rất nhiều những sàn giao dịch như vậy, và ông không thể nào mà ông cứ giúp đỡ mãi như vậy được. Và ông cho rằng đó, theo cái nguồn tin mật của ông đó, là ông cho rằng là sẽ trong tương lai sắp tới gần thôi, sẽ có rất nhiều sàn giao dịch bị vỡ nợ và sẽ đi vào sụp đổ hết. Đó thì đây là một cái tuyên bố từ một cái người mà lại là đang nỗ lực giang tay ra để mà cứu đỡ thị trường nữa. Thì mình cho rằng là cái thông tin này thì nó rất là tiêu cực anh em. Tại vì nếu mà anh em đang làm một chuyện tốt mà anh em còn nhận định xấu về cái chuyện đó nữa, một nhận định xấu về cái thực trạng của cái chuyện đó nữa, thì nó là một cái chuyện không phải là một chuyện bình thường ha. Và chúng ta quay lại cái câu chuyện Tether hồi nãy mình nói, thì đối với Tether bây giờ gặp rất nhiều phớt, và đặc biệt là cái phớt mà Tether đang được cho là những cái quỹ họ đang short Tether anh em. Đó, họ đang thực hiện là liên minh với nhau để mà có thể mà bán khống Tether, khiến Tether bị defect. Và cái về cái vấn đề này thì đối với CEO FTX thì ông nói rằng là Tether không phải là một vấn đề không quá đáng lo ngại đâu. Tại vì là cái sự tồn tại của Tether nó đã được chứng minh qua rất nhiều năm tháng rồi, đúng không? Và cái việc mà Tether defect trong cái vụ Terra Luna đó, thì chỉ cần có khoảng 1-2 ngày sau thì Tether đã có thể mua lại những cái khoảng 10% đó, và có thể giúp cho cái pet của Tether đối với đồng đô la thì nó phục hồi nhanh trở lại. Nên đó cũng phải là không là một cái vấn đề đáng lo ngại đối với ông. Thì đó là những cái nhận định mà CEO FTX mới vừa đưa ra trong tuần này. Đó. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta cũng đã có một cái first khác, mà cái này thì nó lại liên quan đến cái video tuần trước mình nói với anh em về cái câu chuyện mà cá mập săn cá mập. Tức là tại sao ở đây là từ bạn thành thù. Thì ở đây cái câu chuyện này nó cũng thực sự á, cái bạn thành thù này thì nó ở đây là mình ví von cho nó kiểu dạng nó thú vị hơn thôi. Nhưng mà xét trên thực tế thì Goldman Sachs có lý do của họ để mà hạ cái điểm cổ phiếu của sàn Coinbase. Thì anh em cũng thấy rằng là dạo gần đây đó, sàn Coinbase họ cứ list những cái đồng coin, những cái đồng token mà nó khá là lạ lẫm không? Nó lạ lẫm ở đây đó, tức là những cái đồng coin, những cái đồng token đó nó dường như là nó được xem là gem, nó cũng được xem là shitcoin chẳng hạn. Mà Coinbase trước giờ á, cái hiệu ứng list Coinbase á, thì những cái đồng mà list Coinbase thì dĩ nhiên họ xem xét rất là kỹ ha, là một. Thứ hai là những đồng đó nó cực kỳ chất lượng, và nó thường có một cái hiệu ứng là cứ mỗi lần list Coinbase là nó sẽ bay. Nhưng mà dạo này á, do tình hình kinh doanh đi xuống của Coinbase nên là họ đã liên tục họ list những cái sản phẩm nó như vậy. Và dĩ nhiên rồi, tại sao á là Goldman Sachs lại hạ cấp tín dụng của Coinbase? Thì bây giờ khi mà anh kinh doanh quá là tệ hại như vậy, và cái chất lượng của anh nó đi xuống, thì dĩ nhiên là cái cổ phiếu của anh nó cũng sẽ phản ánh đúng cái giá trị của anh, đúng không? Và Goldman Sachs đã hạ cấp cái cổ phiếu của Coinbase là từ cái điểm neutral, tức là một cái cổ phiếu điểm trung lập, sang một cái điểm bán. Tức là đối với một cái cổ phiếu mà họ có một cái cấp trung lập đó, thì ok là các nhà đầu tư có thể nắm giữ nó, có thể mua nó vào cái thời điểm đó với giá đó. Còn sang mà trạng thái bán á, là chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư nên cắt lỗ đi, hoặc là nên thanh lý nó đi, không loại nó ra khỏi cái danh mục đầu tư của mình. Thì cái cổ phiếu của Coinbase đang bị một cái tình trạng đó, là chuyển từ trung lập sang bán. Và cuối cùng là để lý giải tại sao mình nói là từ bạn trở thành thù, thì anh em cũng biết rằng là Coinbase là một cái khách hàng đầu tiên đối với cái sản phẩm mà vay tiền mặt của Goldman Sachs mà thế chấp bằng Bitcoin. Tại vì Goldman Sachs là một ngân hàng chính thống và cũng là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới nữa, mà họ đã lần đầu tiên cho ra mắt những cái sản phẩm là các tổ chức khách hàng có thể vay tiền của họ và mà thế chấp bằng Bitcoin. Đó thì Coinbase đó đã là một cái đại diện để mà trở thành khách hàng đầu tiên cho cái sản phẩm này. Thì chứng tỏ rằng là cả hai phải thân thiết với nhau chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ Goldman Sachs lại đi hạ cái cấp cổ phiếu của Coinbase? Mà đặc biệt á, cái việc hạ cấp này á, là Coinbase á, không giống như Binance, cũng không như những sàn giao dịch khác. Tại vì Coinbase á, đã được xem như là một cái công ty được niêm yết công khai trên sàn chứng khoán rồi, nên cái điểm tín dụng của anh em thì nó là một cái điểm sống còn, một cái yếu tố sống còn của một cái doanh nghiệp tài chính mà được niêm yết trên sàn chứng khoán. Và đây cũng là một cái đòn đánh khá là mạnh từ Goldman Sachs đối với Coinbase. Đó thì anh em có thể thấy không, trong thị trường tài chính đó, ok bây giờ mình tạm bỏ qua những cái vấn đề là bạn kinh doanh yếu kém hay sao đó, nhưng mà trong thị trường tài chính đó mọi anh em, một mối quan hệ đối tác, một cái mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ông lớn hay sau đó, nhưng mà vẫn có thể xảy ra những cái trường hợp như thế này. Nó cũng giống như việc là cá mập săn cá mập mà mình đã đưa chia sẻ cho anh em trong video tuần trước. Quỷ vẫn có thể giết quỷ, ông lớn vẫn có thể đè ông lớn khác xuống, và cũng có thể từ bạn trở thành thù.
Đó nên là đó là một trong cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đối với anh em thông qua cái câu chuyện này. Ha. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đã có vào ngày hôm qua, không chính xác là vào tầm khoảng là 2-3 ngày trước đó, thì chúng ta đã có một cái tin cũng khá là nóng. Ở đây là không phải là hot là do cái độ là MicroStrategy bổ sung thêm Bitcoin, mà hot ở đây á, là do là mình suy nghĩ rằng là MicroStrategy đang cứu vãn cái việc đầu tư Bitcoin của họ. Như anh em thấy trên màn hình của mình đây đó, thì MicroStrategy chỉ bắt đáy khoảng chỉ 10 triệu Bitcoin mà thôi. Cái điều này nó đang chứng tỏ rằng là MicroStrategy đã hết tiền rồi anh em, đã hết tiền, thật sự hết tiền rồi, và dường như đang níu kéo một chút nào đó hy vọng đối với Bitcoin đó. Và mình hy vọng rằng là cái sự níu kéo này của MicroStrategy sẽ được đền đáp. Tại vì á, như anh em cũng thấy á, thì ở đây mình sẽ cho anh em một cái biểu đồ. Đó chính là cái lượng tích lũy của MicroStrategy đến tới thời điểm hiện tại đó là 129.698 bit. Và bây giờ, ngay tại thời điểm này, mình làm video này, thì MicroStrategy đã lỗ là 1 tỷ rưỡi anh em. Đã lỗ 1 tỷ rưỡi và 37 và giảm 37,86% so với cái khoản đầu tư ban đầu của anh em. Đó, và một bài toán được đặt ra rằng nha, một bài toán được đặt ra rằng nếu mà anh em là nhà đầu tư cá nhân giống như mình, đây, anh em sở hữu một khối, một cái lượng tài sản nhỏ thôi, mình có 50%, 100%, chia 80% hay là chia 2, chia 3, chia 4 gì đó, đúng không? Mình thẳng thắn với nhau đi. Đó. Nhưng mà cái tài sản của mình nó nhỏ thì mình vẫn chấp nhận được cái điều đó. Nhưng mà đối với đây anh em, một cái khối tài sản khổng lồ như vậy, và nếu Bitcoin nó chỉ cần đâm một tí nữa mà cái này nó nhích lên khoảng là 50% thôi, thì anh em nghĩ liệu MicroStrategy họ có bán Bitcoin hay không? Đó, đối với một cái vị thế rằng là họ cầm cả hàng tỷ đô như vậy mà 50% đã bị bốc hơi rồi, thì họ sẽ có một cái biện pháp phòng hộ chứ, đúng không anh em? Chứ không thể nào mà theo một cái tuyên bố ngớ ngẩn đến như là tôi sẽ hold Bitcoin tới chết hay là tôi sẽ như vậy như kia. Mặc dù mình rất là tôn trọng cái quan điểm của CEO Michael Saylor rằng là ông sẽ hold Bitcoin đi một cái đường xa tới hàng chục năm sau chẳng hạn, và mình cũng rất tôn trọng và cũng rất gọi là ủng hộ cái quyết định của ông khi mà ông vực dậy niềm tin cộng đồng là chỉ khi Bitcoin giảm về 3.000 đô thì cái tài sản của ông mới bị thanh lý. Nhưng mà ông cũng không có bán mà ông dùng những cái tài sản khác để mà có thể đép vào, để mà có thể mà cứu cái đó. Nhưng mà đến bây giờ thì mình mới nhận ra trong tuần này thôi, thực sự mình mới nhận ra trong tuần này thôi, là thực sự cái vị thế của chúng ta và vị thế của MicroStrategy quá là khác đi. Đó. Và họ, nếu mà họ giảm 50% ở đây, tức là bây giờ họ giảm thêm khoảng là 13% nữa, thì cái này nó sẽ rơi vào khoảng là, mình nghĩ rằng là nó tầm gần 2 tỷ anh em. Tầm gần 2 tỷ thì anh em nghĩ rằng là MicroStrategy sẽ phòng hộ như thế nào, đúng không? Với lại đó, MicroStrategy là một cái công ty cũng được niêm yết công khai cho Coinbase luôn. Thì cái quyết định của CEO MicroStrategy là không phải là một quyết định của một mình đơn độc ông nữa, mà sẽ là những cái cổ đông, những cái khách hàng nắm giữ cổ phần công ty. Nên vì thế nếu mà những người đó họ muốn bán thì sao, thì chắc chắn là ông cũng phải nghe rồi chứ, ông không thể nào mà một mình che trời được cả anh em. Đó, thì đây cũng là một cái điều mà mình nghĩ rằng cũng khá là nguy hiểm đối với thị trường. Tại vì là cái lượng của MicroStrategy đang giữ cũng khá là lớn đó nha anh em. Đó, nó tới gần 130.000 bit cơ. Đó, mà bây giờ đang lỗ mà gần 50%, bay khoảng 1 tỷ rưỡi rồi. Và bên cạnh đó thì mặc dù chúng ta có những cái thông tin mà nó tiêu cực như vậy, nhưng mà về phía nền tảng đó thì trong tuần này thì mình vẫn ghi nhận được những cái nền tảng họ vẫn tiếp tục họ phát triển để mà họ tồn tại trong cái thị trường này. Đó chính là, đầu tiên là mình muốn chia sẻ đến cho anh em, đó chính là về Polkadot. Thì đây là một cái sự chuyển mình, mình cho rằng là cũng khá là tích cực, dường như là tích cực, điểm tích cực nhất trong cái năm nay đối với Polkadot luôn, nếu chúng ta không tính vào tầm khoảng là Q4 năm ngoái, khi mà Polkadot bắt đầu công khai, bắt đầu thực hiện cái lịch đấu giá parachain của mình sau tầm khoảng 5 năm viết trên dự án ha anh em. Đó, lần đầu tiên để mà thực hiện cái parachain đó, nhưng mà nó chỉ tạo ra một cái độ hấp dẫn tầm khoảng là 3 đến 4 tháng sau thôi. Nhưng mà sau khi thị trường downtrend rồi thì những cái parachain sau này đấu giá thì nó sẽ không còn gọi là cái được cộng đồng quan tâm quá là nhiều nữa. Và tiếp theo nữa thì Polkadot cũng đưa ra một cái giải pháp, đó chính là một cái giải pháp cho phép các parachain có thể liên kết liên chuỗi với nhau, đó chính là cái bộ công cụ cross consensus messaging. Thì cái giải pháp này đó thì thực ra nó cũng cho phép được, nó cũng cho phép Polkadot hỗ trợ để mà có thể mà băng thông luân chuyển nhiều token qua lại hơn, giúp cho cái việc mở rộng của Polkadot vốn là cái mô hình giữa relay chain và parachain nó khá là phức tạp, nó được cụ thể hóa hơn thông qua giao dịch.
Và cái điểm mà đáng nói ở đây đó chính là tại sao mình cho rằng đây là tích cực nhất. Tại vì cái mô hình quản trị mới này của Polkadot được tiến sĩ Gavin Wood, cũng là nhà sáng lập của Polkadot đó, đề ra đó, thì cái mô hình này đó nó xóa bỏ đi cái trật tự anh em, nó xóa bỏ đi cái trật tự của những cái người mà họ lãnh đạo dự án. Ví dụ như là ở đây mình có nói một cách mình có chia sẻ rất là cụ thể ở đây, đó chính là cái đội ngũ dự án như là hội đồng Polkadot hoặc là ủy ban kỹ thuật của Polkadot. Tức là hai cái này đó, họ giống như kiểu là họ là nhà lãnh đạo của dự án vậy. Thì khi mà bất kỳ một cái đề xuất quản trị nào, một cái cuộc bỏ phiếu nào, một cái cuộc trưng cầu ý dân nào được đưa ra, thì hai cái tổ chức này chắc chắn là nó sẽ có trọng lượng, đúng không? Nhưng mà đối với cái đề xuất mới, cái mô hình quản trị mới này được gọi là Gov2, thì nó sẽ xóa bỏ những cái ưu điểm của những cái vị lãnh đạo trong những cái cuộc đề xuất này đó, mà thay vào đó cái mô hình này đó nó sẽ cho phép những cái người dùng như mình nè, anh em nè, có thể thoải mái đưa ra đề xuất, có thể thoải mái đưa ra một cuộc bỏ phiếu, có thể thoải mái đưa ra một cái cuộc trưng cầu ý dân đó, và bất kỳ ai cũng có thể cầm cái phiếu bỏ phiếu về cái đề xuất đó, và bất kỳ ai cũng có thể đề xuất ở bất kỳ nơi đâu, ở bất kỳ thời gian nào. Tức là Polkadot đang trao quyền cho cộng đồng để mà giúp cho dự án có thể mở rộng hơn nữa, có thể toàn diện hơn nữa, và đặc biệt là nhấn mạnh vào cái tính phi tập trung của dự án. Thì đó, đây là một cái bước tiến rất là lớn của Polkadot, khi mà họ xóa bỏ đi cái rào cản giữa những nhà lãnh đạo và những người mà họ đang giữ token, thậm chí những người ủng hộ dự án, tức là tất cả mọi người đều như nhau. Thì đây là mình cho rằng đây là một cái điểm khá là tích cực đối với Polkadot trong cái thị trường downtrend này ha. Và tiếp theo nữa là thông tin cuối cùng, đó chính là về Solana. Thì như anh em cũng biết là Solana là bây giờ họ đang hướng tới một cái tham vọng cực kỳ lớn, đó chính là họ làm smartphone anh em đó. Và cái điều đầu tiên đó là họ sẽ đưa ra một cái Solana Mobile Stack. Thì đây chính là một cái lớp layer của crypto được xây dựng trên Android thôi. Tức là mình hiểu là đây là một cái lớp để mang lại một cái ứng dụng, để mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm trong thế giới crypto, những cái trải nghiệm trong thế giới Web3 một cách nó mượt mà nhất, do chính Solana xây dựng đó. Thì cái đặc điểm này nó sẽ bao gồm những cái yếu tố như mình có trình bày chi tiết ở đây, như là về Seed Vault nè, đó, về Solana Pay, về cửa hàng Dapp, và còn có tính năng là cho mint và giao dịch cả NFT nữa đó. Mà không những vậy đâu, mà Solana đó họ còn cho ra mắt một cái smartphone được chạy trên Android, và cái smartphone này có tên là Saga anh em đó. Thì thực sự đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là mình không có đoán trước được đối với đội ngũ của Solana, khi mà họ đặt tham vọng rất là lớn khi mà làm tới smartphone cơ. Và khi mà đọc những cái thông số như vậy thì mình cũng khá là ấn tượng, khi mà chúng ta có là Snapdragon 8 cộng Gen 1 nè, màn hình OLED 6.67 inch, RAM 12GB và dung lượng lưu trữ lên tới 512GB đó. Và Saga này đó thì nó cũng sẽ có một cái module để mà có thể tích hợp với những cái của Solana Mobile Stack ở trên đây ha anh em đó. Thì về cơ bản thì đây cũng là một cái chiến lược để mà Solana đưa ra một ứng dụng bằng điện thoại crypto luôn, thì nó cũng khá là hay, và nó cũng củng cố được cái tham vọng của Solana là trở thành một cái mạng mà có thể áp dụng tới hàng tỷ người với một cái băng thông lớn, giao dịch nhanh, phí rẻ đó. Thì cũng là một cái trường hợp điển hình mà để cho chúng ta thấy rằng là những cái dự án vững mạnh, những cái dự án mà họ muốn đi dài thị trường, họ đã phát triển ra sao trong thời điểm này, và lựa chọn thời điểm này để tung ra những cái con bài chiến lược nó độc đáo như thế này anh em. Rồi, và mình nghĩ rằng là ok, thị trường của chúng ta là cũng phết, cũng nhiều hơn về mặt cũng nhiều hơn những cái điểm tích cực, nhưng mà chúng ta vẫn có điểm sáng đó thôi. Những dự án nào họ đã xây dựng thì họ vẫn tiếp tục họ xây dựng, còn những dự án nào mà anh em thấy giờ gần đây nó không có động tĩnh gì thì tức là nó đã bị đào thải ha. Và để từ đó anh em có thể cẩn trọng hơn trong cái quyết định của mình vào thời điểm này. Rồi, xin chào anh em nha, tạm biệt anh em ở video lần sau, bye bye.